Vâng, xin kính chào anh Cư ở Ninh Bình và kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên em sẽ tiến hành test cái động cơ phun xương 24V và trang bị 12 bóng led dành cho anh. Ok, thì ở đây em chuẩn bị một cái thau nước ở đây. Và cái nguồn đi vào em sử dụng cái nguồn 24V. Rất là nhiều xương khói tạo ra hiểm. Ok, thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề video hoặc có thể truy cập vào sân đỏ Shopee, Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn cứ tìm cái từ khóa linh kiện 789. Ngoài ra các bạn đặt hàng trực tiếp tại linh kiện 789 cho VN cũng được nhé. Ok, động cơ phun xương hoạt động rất là tốt, rất là nhiều khói. Anh em sẽ đánh dấu lên cái động cơ này để gửi hàng cho anh nhé. Đây là cái dấu ký hiệu của anh. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.